Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu click câu click ha. Mình đánh với cái tốc độ tương đối, sử dụng kỹ thuật pump, mutting và sweeping, đánh cỡ trên 2 giây thôi. Thì cái vòng hợp chùm này là chùm liên ba ha. Tốc độ cũng tương nhanh, khi các bạn bật dây vừa tạo hiệu ứng cũng khá là hay. Thì cái vòng hợp âm chúng ta sử dụng ở đây rất đơn giản, la thứ, sau đó qua đô trưởng, sau đó qua rê thứ và pha trưởng. Chỉ đơn giản là bốn hợp âm thôi ha: la thứ, đô trưởng, rê thứ và pha trưởng. Thì chúng ta chia thôi. Thì câu này mình áp dụng trên hai cái cặp dây. Cặp dây đầu tiên là chúng ta hai cặp dây chính giữa ha, là dây rê và dây son. Thì cái câu của nó như sau. Chúng ta chia ra thành từng phần ha. Câu đầu tiên đơn giản như vậy thôi, các bạn có là chặn ngay chỗ này, các bạn đánh hai nó luôn, tức là mi, la, đô, đô, sau đó mi, la, si. Chúng ta mi, la, đô, mi, la, si, cứ thế. Nhưng mà để đánh nghe nó đã hơn thì chúng ta băng mút nhẹ tay vào để bạn nghe cái tạch tạch ha. Lúc đó phím tay phải của bạn là hai phím xuống, một phím lên, hai phím xuống, và khi bạn đánh một phím lên, hai phím xuống, một phím lên, thì hai phím xuống chúng ta quét đó, ha. Thì bạn có thể tập chậm giữ nhịp. Thì câu đầu tiên là của cái là thứ như vậy. Sau đó các bạn tăng lên ngay cái ngăn số 5. Thì chúng ta có son nè, đô nè, ngay cho ngăn chính là mi, và son, đô, mi, và son, đô, rê, ngăn 7. Tương tự cách đánh như vậy ha. Son, đô, mi, son, đô, rê. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ đánh theo thứ tự ngược lại, tức là son, đô, rê, son, đô, mi, son, đô, rê, son, đô, mi. Câu đầu thì chúng ta đánh là tức là mi, la, đô, giờ sau đó mới mi, la, si. Còn ở đây thì chúng ta đánh là son, đô, rê, son, đô, mi ha. Thì các bạn thấy là hai câu đầu chúng ta đánh chậm lên tí ha. Của hợp âm la, sau đó qua đô trưởng ha. Đánh lại nha. Bạn đánh nhanh lên ha. Rồi sau đó các bạn tăng lên tới cái ngăn là số 7 ở đây, là của hợp âm rê thứ đó các bạn, rê thứ ha. Chúng ta có là la, đô, pha, thì sau đó la, đô, mi ha. Thì cái cách bấm á, các bạn giống như la thứ ở trên này, xong các bạn kéo lên trên này thôi ha. Giờ sau đó các bạn kéo lên tới cái ngăn số 10 ở đây, thì chúng ta có đô, pha, son, đô, pha, la. Thì cái cách bấm nó giống như là lúc nãy chúng ta đánh nghe đô trưởng ở đây, các bạn kéo lên thôi ha. Thì hai câu sau như sau ha. Cũng đơn giản không bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh từ đầu nha, từ đầu luôn, chậm nha bạn. Nhanh nha bạn. Thì các bạn thấy câu này nó luyện cho các bạn cái tay phải sao đánh nó mượt mà, hai phím xuống, một phím lên ha. Tay này thì chúng ta cũng tương đối linh hoạt tí. Thì câu này các bạn thấy một ốc tay chúng ta đánh xuống cái quặng 8
ở dưới thì chúng ta đánh lên ngay cũng tương tự, la thứ ở đây thì chúng ta áp xuống ngay chỗ này, ở ngăn cao thôi, ngay ngăn nào thì bạn đều có thể đánh tương tự như vậy được ha. Rồi mình đánh như này mình không bầm mút để bạn nghe cho rõ một tí nha. Hy vọng câu lick này cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc luyện ngón ha. Có một câu khi mà cần các bạn có thể đua tốc độ được, nghe cũng khá hấp dẫn phải không? Thì cái cây đàn mình đang sử dụng ở đây là một cây custom của Amigo Guitar Shop, rất là tuyệt vời ha, rất là đẹp và âm thanh nó cũng hay nữa. Các bạn có thể xem cái clip trước mình có review về cái cây này rồi. Nếu các bạn có nhu cầu hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop nhé, cam kết mang đến cho bạn những cái cây đàn tốt nhất trong cái tầm giá tốt nhất. À, ngoài ra mình có bán guitar điện, ampli, phơ, các loại liên quan phụ kiện liên quan đến guitar. Các bạn có nhu cầu hãy ủng hộ mình, còn nếu không hãy like, share, comment như một động lực giúp mình có thêm nhiều các clip hướng dẫn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.